Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc sách của Lê Hoàng Hải. Hôm nay Hải xin phép quý vị được đọc tiếp cuốn Đường vào nội tâm, tuyển tập phóng tác từ truyện cổ Phật giáo của tác giả Thích Nữ Chí Hải. Và câu chuyện tiếp theo có tiêu đề là Người chăn bò Nanda. Khi còn tại gia, tôn giả Nanda là một thanh niên chăn bò mướn. Ngày ngày, Nanda dẫn bò đến ăn cỏ bên bờ sông Hằng, thuộc địa phận xứ Kosabi. Lúc ấy, gặp dịp Đức Thế Tôn trú tại đấy, cùng với chúng tỷ kheo 1.250 vị. Một hôm, Thế Tôn cùng các tỷ kheo du hành dọc bờ sông. Ngài thấy một khúc gỗ lớn, trôi theo dòng nước và chỉ cho các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các con có thấy khúc gỗ lớn trôi theo dòng nước kia không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo, nếu khúc gỗ ấy không đâm vào bờ này, không đâm vào bờ kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên đất nổi, không bị người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị lọt vào xoáy nước, không bị mục nát bên trong, thì nó sẽ hướng về biển, xuôi theo biển, nhập vào biển. Cớ vì sao? Này các tỷ kheo, vì dòng sông ấy hướng về biển, xuôi theo biển, nhập vào biển. Cũng vậy, hỡi các tỷ kheo, nếu các con không đâm vào bờ này, bờ kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn, không bị người hay phi nhân nhặt lấy, không lọt vào xoáy nước, không mục nát bên trong, thì các con sẽ hướng về, sẽ xuôi theo Niết Bàn, sẽ nhập vào dòng Niết Bàn. Vì sao? Này các tỷ kheo, chính bởi vì pháp của Như Lai giảng nói, xu hướng Niết Bàn, xuôi theo Niết Bàn, nhập vào Niết Bàn. Khi được nghe nói vị tỷ kheo bạch, bạch Thế Tôn, bờ này là gì, bờ kia là gì, thế nào là chìm giữa dòng, thế nào là mắc cạn trên đất nổi, thế nào là bị người nhặt, phi nhân nhặt, thế nào là lọt vào xoáy nước, thế nào là mục nát bên trong. Các tỷ kheo, bờ này ám chỉ 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, bờ kia chỉ cho 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, bị chìm giữa dòng, dụ cho hỉ và tham, khoái thích, ham muốn, mắc cạn trên đất nổi, đồng nghĩa với ngã mạn, bị người nhặt là dụ cho vị tỷ kheo sống quá liên hệ với cư sĩ, chung vui, chung buồn, an lạc khi chúng an lạc, đau khổ khi chúng đau khổ, trói buộc mình trong các công việc chúng sướng xuất. Đó là vị tỷ kheo bị loài người nhặt lấy. Và này các tỷ kheo, bị phi nhân nhặt lấy, có nghĩa là vị tỷ kheo tu phạm hạnh với mơ ước được sinh lên cõi trời, hưởng phúc báo chư thiên, bị lọt vào xoáy nước, đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng là tài lợi, sắc đẹp, danh tiếng, ăn và ngủ, bị mục nát bên trong, ám chỉ vị tỷ kheo theo các ác pháp, có những hành động khả nghi, không giữ giới mà hiện tướng thanh tịnh, nội tâm hủ bại, đầy dục vọng, đó gọi là mục nát bên trong. Khi ấy, người chăn bò Nanda đứng cách Thế Tôn không xa, chàng tiến lại bạch. Bạch Thế Tôn, con không đâm vào bờ này, con không đâm vào bờ kia, con không chìm giữa dòng, con không mắc cạn, con không bị loài người nhặt lấy, con không bị phi nhân nhặt lấy, con không lọt vào xoáy nước, con không mục nát bên trong. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn và được thọ đại giới. Này Nanda, hãy đem trả bò cho chủ của con đã. Bạch Thế Tôn, chúng sẽ tự trở về, các bò mẹ đang mong gặp lại chúng. Tuy vậy này Nanda, con hãy trả các con bò ấy cho người chủ. Nanda vâng lời, dắt bò về trả cho chủ rồi trở lại bên Phật. Bạch Thế Tôn, con đã trả lại những con bò, hãy cho con được xuất gia với Thế Tôn, hãy cho con thọ đại giới. Rồi Nanda, người chăn bò được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Sau khi thọ giới không lâu, tôn giả Nanda sống một mình, an tịnh, thâm cảnh được lạc thọ mà các thiền gia nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình đã hướng đến. Vị ấy biết sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm xong, không còn bị trói buộc vào đời này nữa. Tôn giả Nanda chứng thánh quả thành một vị A-la-hán. Xin chấm hết câu chuyện. Câu
Câu chuyện tiếp theo có tiêu đề Chú Tiểu Hiền Trí. Thuở Phật Ca Diếp còn tại thế, ngài có một tăng đoàn gồm 20.000 tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc. Mỗi khi đi du hóa một nơi nào, tất cả chúng tỷ kheo ấy đều theo sau Phật Ca Diếp, cũng như 1.250 vị tỷ kheo thường đi cùng với Đức Bản Sư Thích Ca của chúng ta. Một hôm, Phật Ca Diếp và tăng chúng của ngài đi đến thành Ba La Nại. Dân chúng đua nhau đến đảnh lễ cúng dường và nghe ngài thuyết pháp. Sau khi thọ thực xong, Phật nói lời tùy hỷ công đức như sau. Này các cư sĩ, trong thế gian có bốn hạng người. Hạng thứ nhất là những người tự mình làm phúc bố thí, nhưng không khuyến khích kẻ khác làm. Hạng người này trong tương lai được giàu có, nhưng không được nhiều người theo. Hạng thứ hai là những người khuyên kẻ khác bố thí, nhưng tự mình không bố thí. Hạng này đời sau có phước báo được đông đảo người theo, nhưng không có của cải. Hạng thứ ba là người tự mình không bố thí, cũng không khuyên người bố thí. Hạng này đời sau không có của cải, cũng không có người theo, phải sống cô độc, ăn cơm thừa của kẻ khác. Hạng cuối cùng là hạng người vừa tự bố thí, vừa khuyên người bố thí. Hạng này trong tương lai sẽ được cả hai phúc báu, giàu có và đông người hưởng ứng theo mình. Khi nghe thế, có một người khởi lên ý nghĩ, ta sẽ cố làm sao để được cả hai phúc báu ấy. Rồi vị ấy đến đảnh lễ Phật và bạch rằng, bạch Thế Tôn, xin ngài đến thọ thực tại làng con vào ngày mai để chúng con được phúc báo cúng dường. Phật Ca Diếp hỏi lại, ngươi muốn cúng dường bao nhiêu vị tỷ kheo? Bạch Thế Tôn, chúng tăng của ngài gồm bao nhiêu? 20.000. Bạch Thế Tôn, ngày mai xin ngài đem theo tất cả đại chúng tỷ kheo ấy. Đức Phật nhận lời, cầm một mảnh bối diệp trở về làng. Người kia đi từng nhà khuyên sửa soạn của cúng dường Phật và chúng tăng tùy khả năng của mỗi gia đình. Có nhà tình nguyện cúng dường 500 vị, nhà 200 vị, nhà 100 vị, nhà 50 vị, vân vân. Người kia đều ghi dấu vào lá bối để hôm sau thỉnh đúng số tỷ kheo đến từng nhà. Trong làng có một gia đình rất nghèo, nghèo đến nỗi ông chủ được gọi là ông chúa nghèo. Người kia cũng không quên ghé nhà ông chúa nghèo để tạo phúc cho ông ta. Khi chúa nghèo nghe người kia nói muốn mình cúng dường chúng tỷ kheo thì giật bắn người. Ôi bạn ơi, bạn coi nhà cửa tôi đây, đến một chỗ ngồi cũng không có, làm sao tôi cúng dường gì được, tôi có đồng xu nào đâu, hãy đi đến những nhà cao cửa lớn kia. Này bạn, không phải chính vì vậy bạn mới nên nhân cơ hội này mà gieo trồng phúc báo sao? Vì sao bạn phải nghèo? Phải chăng vì bạn chưa từng giúp ai một chút gì cả? Chúa nghèo ngẫm có lý, bèn ưng thuận. Được, vậy thì xin bạn ghi cho tôi cúng dường một vị tỷ kheo. Người kia bằng lòng, nhưng không ghi vào lá vì y nghĩ rằng một vị thì quá ít, chẳng cần ghi làm gì. Y từ giã để tiếp tục đi phổ khuyết. Chúa nghèo gọi vợ ra, cho hay ý định cúng dường một vị tỷ kheo của mình và đề nghị với vợ cùng đi làm mướn để đủ tiền sắm sửa các thứ. Người vợ bằng lòng ngay. Cả hai cùng đi đến nhà của một phú hộ. Nhà này sẵn lòng muốn mướn hai vợ chồng làm việc một buổi chiều hôm ấy để chuẩn bị cho việc cúng dường hôm sau. Họ mướn chúa nghèo giã gạo, còn vợ thì gánh nước. Hai vợ chồng làm việc rất hăng hái, nét hân hoan lộ hẳn trên gương mặt, đến nỗi chủ nhà hỏi nguyên do. Khi được biết họ làm mướn để có tiền mua thực phẩm cúng dường một vị tỷ kheo, phú ông cảm khái, trả công gấp bội. Với số tiền nhận được, họ mua một ít gạo thơm hảo hạng, trái cây quý và một ít đồ vật để nấu nướng. Sáng hôm sau, chúa nghèo dậy sớm đi hái rau bên bờ sông về cho vợ làm thức ăn. Một người đánh cá liền hỏi, chúa nghèo hái rau gì mà sớm thế? Tôi hái rau để cúng dường một vị tỷ kheo. Thế à, vị nào ăn rau của chúa nghèo cúng dường chắc hên lắm đấy. Này, làm hộ tôi việc này được chăng? Làm gì? Đây tôi có mấy sâu cá, chúa nghèo đi bán dùm, tôi bận coi lưới, mỗi sâu 2 đồng. Được, chúa nghèo xách cá đi bán một chốc đã hết, đem tiền về giao cho chủ. Này chúa nghèo, tặng chúa nghèo một ít tiền đây, về mà sắm thức ăn cúng dường. Chúa nghèo sung sướng đem rau và tiền về cho vợ. Khi ấy, từ trong tinh xá của ngài,
Phật Ca Diếp đã biết một người nghèo đang thành tâm sửa soạn cúng dường một vị tỳ kheo. Ngài cũng biết rằng tất cả chúng tỳ kheo đã được phân phối vào các gia đình phát tâm cúng dường, mỗi nhà cúng một số vị, duy chỉ có nhà chúa nghèo bị bỏ quên. Vị chúa nghèo chỉ cúng có một vị, người phổ khuyến quên ghi, nên không còn vị nào cho chúa nghèo cả. Vậy chỉ còn ta để cho chúa nghèo gieo phúc. Đức Phật nghĩ thế, và Ngài lấy làm hoan hỷ, vì chư Phật vốn thương những kẻ khốn cùng. Vừa khi Phật có ý định thì vua trời Đế Thích cảm thấy chiếc ngai của ông đang ngồi bị lay động. Có chuyện gì thế nhỉ? Vua trời ngẫm nghĩ và biết rằng chính tấm lòng thành khẩn của chúa nghèo dưới trần đã làm chấn động đến thần tiên. Ta phải giúp chúa nghèo một tay để chuẩn bị thực phẩm cúng dường Đức Phật. Đế Thích bèn rủ bà vợ rời cung trời bay xuống nhân gian, hóa làm hai vợ chồng nghèo khó đi làm mướn, đến nhà chúa nghèo. Đế Thích hỏi, nhà có gì làm không cho chúng tôi phụ giúp? Ông bà ơi, chúng tôi có nhiều việc lắm, nhưng không có tiền để trả công cho ông bà đâu. Bạn làm gì thế? Chúng tôi làm thức ăn cúng dường một vị tỳ kheo. Ồ, việc phước ấy chúng tôi cũng muốn hùn, chúng tôi không cần trả công. Vậy thì tốt lắm, ông bà hãy giúp chúng tôi sắm sửa thức ăn. Hai ông bà Đế Thích bước vào nhà chúa nghèo. Đế Thích bảo, bây giờ để chúng tôi làm thức ăn cho, bạn hãy đi mời vị tỳ kheo của bạn đi. Chúa nghèo ra đi, đến nơi người đã phổ khuyến hôm qua để hỏi vị tỳ kheo nào sẽ nhận lời đến nhà mình và đi thỉnh vị ấy. Nhưng người ấy nói, ồ bạn ơi, tôi quên bẵng đi mất, không còn một vị tỳ kheo nào cho chúa nghèo cúng nữa, vì tất cả đều đã nhận đi các nhà khác rồi. Không thể nào tả được nỗi tuyệt vọng lớn lao của chúa nghèo lúc ấy. Chúa nghèo đấm ngực lăn ra mà khóc. Trời đất ơi, bạn hại tôi rồi. Suốt hai hôm nay chúng tôi làm việc tối mắt tắt đèn để chờ được bữa trưa nay cúng dường một vị tỳ kheo. Vậy mà bây giờ bạn bảo không còn vị nào. Bạn phải cho tôi một vị tỳ kheo, không thì tôi sẽ chết mất. Dân chúng bu lại xem rất đông, người kia bối rối năn nỉ. Này chúa nghèo, xin bạn đừng làm tội tôi nữa. Tôi lỡ mà chúa nghèo tha cho tôi đi. Không biết phải cho tôi một vị tỳ kheo. Và ông ấy khóc giống lên. Túng quá, người kia đành đề nghị, thôi chúa nghèo hãy đứng dậy, tôi bày cho cách. Đấng đạo sư chưa nhận lời mời của ai, vì rất đông vua chúa đại thần đều muốn thỉnh ngài. Bạn hãy tới thỉnh ngài đi, ngài rất thương những kẻ nghèo, chắc chắn ngài sẽ nhận lời bạn đấy. Ngài đang ngồi trong tinh xá nói pháp cho các bậc thượng khách kia. Chúa nghèo nghe lời, đứng lên đi đến tinh xá. Vua và bình thần đang nghe pháp, thế chúa nghèo tiến tới thì ngăn lại, vì họ tưởng chúa đến xin đồ ăn thừa. Chúa nghèo chưa đến giờ ăn đâu, tôi biết, tôi đi thỉnh Phật về nhà tôi thọ trai. Đức Phật mỉm cười, chìa cái bình bát của ngài ra, trao cho chúa nghèo một cách thân mật. Chúa nghèo đỡ lấy bảo vật trong đôi tay, run lên vì sung sướng. Chúa ôm lấy bình bát của Phật vào lòng, mặt mày hớn hở như đứa trẻ vừa được kẹo. Các ông hoàng chạy theo đề nghị, chúa nghèo hãy nhường cái bát ấy để ta cúng dường thức ăn cho Phật, ta sẽ cho chúa nghèo 1.000 đồng. Không bao giờ tôi nhường ai cái bát này, dù có đổi bạc triệu. Chú nghèo trân trọng ôm bình bát của Phật về nhà để bày thức ăn. Vua đang ngồi gần Phật ngẫm nghĩ, lão chúa nghèo chắc chẳng có gì ngon lành mà Đức Thế Tôn đâu. Chi bằng ta sắm sẵn các thức ăn thượng vị, đựng trong cái bình bát khác. Chờ khi chúa nghèo dâng lên Phật, ta sẽ đổi thức ăn của ta cho Phật dùng. Đến giờ thọ thực, Phật Ca Diếp đến nhà chúa nghèo. Vua đi theo với ý định như trên, nhưng khi Phật vừa vào nhà chúa nghèo, Đế Thích hóa trang đã dâng lên Phật một bát đầy thức ăn mùi thơm bay khắp không gian. Vua bẽn lẽn cáo từ, Phật trở về. Do phúc báo cúng dường Phật Ca Diếp, chúa nghèo được sinh lên cõi trời cho đến khi Phật Thích Ca ra đời mới trở xuống trần thế, sinh vào một nhà thí chủ thân tín của tôn giả Xá Lợi Phất. Khi mang thai, chúa nghèo, người mẹ bỗng thông minh khác thường. Người trong gia đình ai có bệnh tật gì đều khỏi và trở nên thông tuệ. Do đó Hải Nhi được tôn giả Xá Lợi Phất đặt tên là Hiền Trí. Khi lên bảy, Hiền Trí xin mẹ xuất gia làm đệ tử tôn giả. Tôn giả dạy cho chú tiểu những uy nghi phép tắc phải làm theo trước khi vào thành khất thực. Lần đầu tiên ôm bát theo hầu thầy ra đường, chú tiểu hỏi ngài khi thấy một con mương. Bạch tôn giả, kia là cái gì? Chú tiểu, đấy là một con mương. Bạch tôn giả, con mương dùng để làm gì vậy? Để dẫn nước đi những nơi nào mà người ta muốn. Nhưng bạch tôn giả, nước có bị hiểu biết gì không?
Không đâu chú tiểu, nước là vật vô tri vô giác. Bạch tôn giả, thế thì người ta có thể hướng dẫn một vật vô tri vô giác đến bất kỳ chỗ nào người ta muốn hay sao? Chính vậy chú tiểu. Hiền trí nghĩ, nếu người ta có thể hướng dẫn một vật vô tri tùy theo ý muốn, thì tại sao ta không thể nhiếp phục tâm ý của mình để chứng A-la-hán quả? Đi thêm một quãng, chú thấy những người làm tên đang hơ những cây tên trên lửa và nheo mắt nhắm để uốn chúng cho thẳng. Chú tiểu hỏi, bạch tôn giả, họ làm chi vậy? Họ đang uốn những cây tên cho thật thẳng. Cây tên có lý trí không? Không, nó là vật vô tri. Chú tiểu nghĩ, nếu người ta có thể uốn nắn một vật vô tri cho thẳng theo ý muốn, thì ta cũng có thể nỗ lực điều phục tâm ý của ta để chứng thánh quả A-la-hán. Một lát sau, hai thầy trò gặp người thợ mộc đang đẽo bánh xe. Chú lại hỏi, bạch Thế Tôn, họ làm gì thế? Đấy là thợ mộc đang đẽo bánh xe. Bánh xe có lý trí không? Không, bánh xe chỉ chạy theo ý người muốn. Chú tiểu nghĩ, nếu người ta có thể lấy gỗ làm ra những bánh xe để chạy theo ý muốn của mình, thì tại sao ta không thể điều phục tâm ý của chính mình? Khi ấy, chú tiểu trao y bát cho thầy và bạch. Bạch tôn giả, con muốn trở về. Tôn giả Xá Lợi Phất không nói một lời, đỡ lấy y bát trên tay chú tiểu. Chú tiểu vái chào thầy xong, quay đầu lại dặn tôn giả. Bạch tôn giả, khi nào ngài đem thức ăn về cho con, xin ngài chỉ cho con toàn một thứ đậu chiên vàng ngon nhất. Ta có thể kiếm được những thứ ấy ở đâu vậy chú tiểu? Bạch tôn giả, nếu ngài không thể kiếm được nhờ phúc đức của ngài, thì ngài cũng sẽ kiếm được do phúc đức của con. Tôn giả Xá Lợi Phất vốn cẩn thận, ngài sợ chú tiểu ngủ ngoài trời có thể bị rắn cắn hay sâu bọ đốt. Bởi thế, ngài trao chìa khóa cho chú tiểu và bảo, hãy mở cửa tịnh thất của ta mà vào. Chú tiểu vâng lời, vào phòng tôn giả, chú bắt đầu tĩnh tọa thiền quán. Khi ấy, Đế Thích ở trên trời cảm thấy chiếc ngai rung động và nhận ra rằng chú tiểu hiền trí đang ngồi thiền quyết chứng thánh quả A-la-hán trong ngày hôm đó, nên ngài muốn giúp chú một tay. Ngài bảo thần mặt trời phải đi chậm lại, kéo dài buổi sáng ra trọn ngày và sắc cho tứ thiên vương đứng gác bốn góc chùa để đuổi hết tất cả chim chóc ra khỏi vườn để đừng gây tiếng động. Do đó, tinh xá cấp cô độc trở nên yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng mới có một âm thanh rất nhỏ gây nên bởi một chiếc lá khô lìa cành rơi xuống. Trong khi ấy, tôn giả Xá Lợi Phất vào nhà người thí chủ quen biết để khất thực. Gia chủ vừa mua về nhiều bánh tàu hũ chiên vàng, đem đặt vào bát của ngài. Tôn giả định đem về cho chú tiểu như lời chú dặn, nhưng gia chủ xin thỉnh tôn giả cứ dùng, sẽ còn phần khác để tôn giả đem về. Tôn giả ngồi lại thọ thực. Đúng lúc ấy, từ tư thất của ngài, Đức Đạo Sư quan sát bằng Phật nhãn, thanh tịnh thấy chú tiểu có thể chứng thánh quả A-la-hán trong vòng vài giờ nữa. Nhưng nếu tôn giả Xá Lợi Phất trở về lúc này, đem thức ăn vào phòng cho chú tiểu thì sẽ lỡ mất dịp đắc quả của chú. Do đó, Đức Phật quyết định đi đến tịnh thất của tôn giả để đón đường. Vừa khi tôn giả trở về, ngài gặp ngay Đức Đạo Sư đứng trước cửa. Tôn giả thi lễ, Đức Đạo Sư hỏi vị đệ tử thông tuệ của ngài một số câu hỏi trong luật tạng, chỉ cốt để câu giờ, chờ cho chú tiểu đắc quả. Khi biết hiền trí đã chứng thánh quả, ngài bảo tôn giả Xá Lợi Phất. Bây giờ này Xá Lợi Phất, hãy đem thức ăn vào cho chú tiểu hiền trí đi. Tôn giả gõ cửa, chú tiểu bước ra đỡ lấy cái bát trên tay ngài đặt xuống một nơi, rồi bắt đầu quạt cho ngài. Tôn giả bảo, này chú, hãy ăn sáng đi. Bạch tôn giả, còn tôn giả thì sao? Ta đã ăn rồi. Khi ấy chú tiểu mới ngồi xuống quán tưởng năm điều rồi thọ thực. Khi chú tiểu đã ăn xong, rửa bát và dọn dẹp xong thì mọi sự mới trở lại bình thường. Mặt trời bắt đầu lặn, trăng từ từ lên, tứ thiên vương hết canh gác bốn góc chùa. Đế Thích trở về thiên cung ngồi vào chiếc ngai vàng thường lệ. Chúng tỉ kheo bảo nhau, thật kỳ lạ, hôm nay buổi sáng hầu như dài suốt cả ngày mà buổi chiều ngắn có một khoảnh khắc, tại sao thế nhỉ? Đức Đạo Sư giải thích, đúng thế này các tỷ kheo, chính là vì chú tiểu 7 tuổi kia đã phát tâm chứng thánh quả A-la-hán mà tất cả trời Đế Thích, tứ thiên vương, thần mặt trời, thần mặt trăng đều hỗ trợ cho công việc của chú ấy. Và chính Đức Như Lai cũng đã bỏ cả giờ nghỉ ngơi để canh chừng cho chú bé. Một người nhân quan sát con mương dẫn nước, thợ làm tên, người làm bánh xe mà quyết tâm nỗ lực thiền định để chứng thánh quả. Người trị thủy dẫn nước, người làm tên uốn tên, thợ mộc đéo gỗ,
còn người trí thì lo điều phục tâm mình. Kinh Pháp Cú, câu số 80. Hải xin hết câu chuyện. Hải xin bắt đầu câu chuyện tiếp theo với tiêu đề là Mãnh Lực Lời Nguyện. Một hôm sau khi khất thực thọ sai trai trong, trở về kỳ viên tinh xá, Đức Thế Tôn được báo có một vị tân tỷ kheo, tức là tỷ kheo mới thụ giới, lâu nay bẫm đâm ra thẫn thờ, biếng nhác, không chịu đi khất thực, không tọa thiền, không ăn uống. Phật đi đến am thất của vị tỷ kheo ấy, thì thấy đại đức râu tóc mọc dài, mặt mày tiểu tụy hốc hác. Phật biết ngay đấy là tình trạng của một người đã bị một con hổ cái cướp hớp hồn. Đấng từ bi khẽ ngồi xuống cạnh giường người bệnh, ôn tồn thăm hỏi vị đệ tử xa nước mắt thú thật với ngài. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cứu vớt con. Thực sự con đã bị nữ sắc lôi cuốn, con cố chống cự mà dường như vô hiệu. Hình ảnh nàng mãi ám ảnh tâm trí con và làm cho con đau khổ. Con thật không xứng đáng làm tỳ kheo, con muốn chết. Đức Phật mỉm cười an ủi, con hãy bình tĩnh lại. Mê gái là chuyện bình thường, điều cốt yếu là con hãy sáng suốt vượt qua, không có gì là trầm trọng cả. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao con vượt qua được khi hình ảnh mỹ miều khả ái của nàng cứ ám ảnh con hoài? Đó là vì con mới nhìn qua một lần mà không nhiếp tâm quan sát. Con chỉ thấy một cái đẹp mà chưa thấy những cái xấu, cái nguy hiểm của nữ sắc. Nếu con thấy được toàn diện như thế, thì con sẽ thoát ra khỏi sự đam mê. Đối với sắc cần phải quán ba điều: vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi sắc. Rồi Đức Thế Tôn kể cho vị tỷ kheo một mẩu chuyện tiền thân. Ngài cũng đã từng bị nữ sắc mê hoặc, nhưng nhờ sáng suốt mà ngài đã vượt qua. Thuở ấy ngài là một vị vua trẻ đẹp, tài đức vẹn toàn. Vì ham việc nước, vua chưa nghĩ đến việc tuyển hoàng hậu. Giúp vua trị nước có quan tể tướng, phong tư tài mạo tuyệt vời mà cũng chưa có vợ. Tỉnh vua tôi tuy lễ độ mà rất tương đắc. Bấy giờ trong lãnh thổ của vua có một nhà tỷ phú có cô con gái sắc nước hương trời, xa gần đều biết tiếng. Cô có một sắc đẹp mê hồn, làm cho thanh niên nào thấy cô đều hồn siêu phách lạc, té ngửa người ra bất tỉnh nhân sự. Cũng may cho những thanh niên, cha cô quý cô như cành vàng lá ngọc, và theo phong tục Ấn Độ thời đó, đàn bà con gái ra đường phải che mặt lại bằng một tấm voan mỏng. Cho nên ít người đàn ông nào có dịp thấy cô mà phải tán hồn. Vì sao cô gái đẹp ấy lại có một số phận kỳ quái như vậy? Đó là mãnh lực lời nguyện của nàng từ kiếp trước. Tiền thân của nàng là một cô gái gánh nước mướn nghèo khổ. Một hôm đi gánh nước, cô gặp một bà mặc chiếc sari rất đẹp đẽ và lộng lẫy. Cô ấy ao ước có một chiếc sari như vậy và hỏi bà đã mua nó bao nhiêu tiền. Bà ta cho biết một giá tiền kinh khủng, nhẩm tính ra cô phải gánh nước thuê những 10 năm mới đủ tiền sắm nó. Nhưng vì quá yêu thích chiếc áo đẹp, cô nhất định phải có nó. Bà kia thấy cô khát khao như vậy, bèn đề nghị cô đến làm nô tỳ 3 năm, bà sẽ cho chiếc áo giống hệt áo bà đang mặc. Cô gái đồng ý ngay, mãn hạn nô tỳ 3 năm, cô được xếp hàng mới đem về. Trở lại với cuộc đời tự do gánh nước mướn, khi cầm sấp hàng đi giữa đường, cô gặp một vị tỳ kheo, người quấn toàn lá chuối khô để che thân. Ngạc nhiên cô hỏi, thì được biết vị ấy đi đường đã bị kẻ cướp đoạt hết y phục, nên bây giờ phải quấn tạm bằng lá chuối khô như vậy. Động lòng trắc ẩn, cô dâng cả sấp hàng cho vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo đi vào bụi rậm, chút bỏ lá chuối khô, khoác lên mình chiếc y vàng ấy. Khi đại đức từ trong bụi bước ra, người con gái bàng hoàng sửng sốt trước vẻ đẹp sáng chói của ngài, tưởng như Phật vừa giáng thế. Nàng quỳ xuống phát nguyện, mong rằng nhờ phước dâng mảnh y phục này, kiếp sau con sẽ được một sắc đẹp siêu phàm, làm cho nam nhi nhìn thấy con phải mê mẩn, rụng rời tay chân như là con đã nhìn thấy ngài vậy. Con sẽ được tại nguyện. Vị đại đức chúc lành cho cô rồi rời bỏ đi. Lời nguyện quái ác của cô gái đã được thành tựu. Nhờ công đức bố thí đó,
kiếp hiện tại cô được sinh vào nhà giàu có, nhưng cũng do lời nguyện cô có được sắc đẹp làm mê mẩn hồn người như một bà phù thủy. Bấy giờ trong triều đình thần bàn nhau, đấng minh quân của chúng ta đã đến lúc nên tuyển ngôi chính cung để sinh con nối dõi. Không biết cặp mắt xanh của ngài đã để lọt vào ai chưa? Quan tể tướng nói, tôi thường gần vua thấy ngài chỉ lo việc dân việc nước, không màng tới chuyện ấy. Vậy thì quan tể tướng nên khuyên vua để cho chúng ta tuyển chọn một số mỹ nhân, xem ngài vừa ý ai thì xin ngài đặt tên lên ngôi chính cung. Tục nữ ngữ có câu, trai không vợ như ghế ba chân. Quan tể tướng bằng lòng, gặp lúc cùng vua nhàn tản, ông mở lời, tâu bệ hạ, bọn hạ thần có trộm bàn chuyện của bệ hạ nên sớm yên bề ra thất. Vua mỉm cười, bộ các khanh đã nhắm có mỹ nhân vừa ý, toan kén chọn cho ta ư? Quan tể tướng tâu, dạ, tâu bệ hạ, bọn hạ thần nghe tục ngữ nói, trai không vợ như ghế ba chân, nên bàn nhau xin bệ hạ cho đi tuyển về một mỹ nhân để mắt rồng lựa chọn. Vua cười xòa, các khanh muốn vậy cũng được, nhưng nếu không kén chọn được người ngọc như ý thì ta thà ở quá thôi. Xin bệ hạ yên lòng, chúng thần sẽ ra sức tìm kiếm. Nghe đồn có một tỷ phú ở phương Bắc có cô con gái sắc nước hương trời. Sao khanh không chọn nàng cho khanh đi? Khanh cũng có cùng tuổi với ta, mà sao mắt xanh chưa để ai lọt vào cả? Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần muốn lo việc cho bệ hạ trước, kẻ hạ thần tính sau cũng chưa muộn. Được lệnh vua, triều đình mở một cuộc sơ tuyển mỹ nhân khắp nước. Tụ họp lại thì quá đông, họ bèn ít bảng khắp nơi và cho đi giao bằng loa rằng nhà ai có gái đẹp hãy nộp đơn hồ sơ gồm một tấm hình và các chi tiết về người đẹp như chiều cao, cân nặng, vòng ngực, vòng eo, lưng ong, lưng tôm, giọng kim hay giọng thổ, đi chân chữ bát hay chữ nhất. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, hồ sơ mỹ nhân gửi đến triều đình tới tấp như bươm bướm. Xem xong mấy ngàn tấm hình hoạng các mỹ nhân, nhà vua không vừa ý người nào cả. Quan tể tướng cũng đồng ý với vua, không có người nào xứng đáng trong số ấy. Ông bỗng sực nhớ ra, trong số mấy nghìn hồ sơ không hề thấy hồ sơ của con gái nhà tỷ phú nọ. Ông bàn với vua, tâu bệ hạ, kẻ hạ thần, xin cử một phái đoàn của triều đình gồm những quan giỏi tướng số đi đến nhà tỷ phú ấy, xem tướng cô gái đó đẹp như thế nào. Nếu quả xứng đáng, vừa ý nhà vua thì xin tuyển làm chính cung. Nhà vua chấp thuận đề nghị ấy, quan tể tướng bèn chọn 10 viên quan giỏi về nhân tướng và lý số, đi đến nhà tỷ phú xem mặt cô gái. Người thì biệt tài xem tướng mặt, người xem tướng lưng, người xem tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi, tướng giọng nói, mắt nhìn, sao cho tất cả con người của cô đều biểu lộ cung cách của một vị hoàng hậu xứng với đức vua đẹp trai, phong nhã, tài tình của họ. Sắp đặt xong xuôi, triều đình báo tin cho ông tỷ phú sẽ có một phái đoàn về xem tướng con gái ông để tuyển làm hoàng hậu. Cô gái rất kiêu hãnh về sắc đẹp của mình nên đã không thèm nạp hồ sơ. Cô biết cuối cùng ngôi chính cung cũng sẽ lọt về tay cô, bởi vậy cô không thèm bận tâm về chuyện đó. Khi nghe quả đoàn 10 vị quan triều đình đến nhà để xem tướng cô cảm thấy tự ái nổi lên dữ dội, định bụng sẽ cho các quan này một phen sỉ nhục ê chề. Cô trang điểm hết sức lộng lẫy, chờ khi các quan vào tới phòng khách, cô từ nhà trong xuất hiện, đưa cặp mắt sắc như dao liếc qua liếc lại một lượt các quan. Bỗng các quan đều đứng ngẩn người ra như phỗng đá, nhìn chừng chừng vào sắc đẹp mê hồn của cô. Cô cất giọng oanh vàng thỏ thẻ, xin mời các quan ngồi, dám hỏi các quan đến có điều gì dạy bảo. Các quan vẫn không nhúc nhích. Cô gái vẫn đổi giọng đanh thép, giận dữ nói, nghe đồn triều đình hôm nay phái người về xem tướng của ta, tưởng là người hóa ra lại là một lũ ngợm thế kia. Rồi quát gia nhân túm từng người ném ra sân. Cô gái thi hành xong việc trả đũa, đủng đỉnh đi vào nhà đóng cửa lại. Khi các quan không còn trông thấy bóng dáng cô gái thì ma lực của sắc đẹp của nàng cũng tan biến. Họ lồm cồm đứng dậy phủi áo ra về, rất tức giận cô gái và quyết định trả đũa. Khi trở về họ tâu vua, tâu bệ hạ, cô gái ấy là một mụ phù thủy có bùa ngải, bệ hạ không nên rước cái của nợ ấy về, nguy lắm. Nhà vua dễ dãi cười xòa, vậy thì hay thôi, tự các khanh bày đặt, chứ ta đâu thiết gì về chuyện đấy là đó. Về phần nhà tỷ phú, khi chờ mãi không thấy vua đề cập đến việc tuyển con gái mình làm hoàng hậu, ông bàn với con, ta sẽ gả con cho quan tể tướng, con chịu không? Cô gái làm bộ e lệ và đáp,
tùy ý cha. Thâm tâm cô cũng nghĩ là thượng sách để trả thù ông vua kiêu căng không thèm đoái hoài tới cô. Tể tướng chỉ dưới vua một bậc, tuy không được làm hoàng hậu nhưng được làm mệnh phụ phu nhân thì cũng tốt, số lắm rồi. Ông tỷ phú cho người đến nói với quan tể tướng, ông muốn gả con gái cho người. Quan tể tướng thấy nhà vua lơ là với việc vợ con nên không dám ép ngài thêm nữa. Lâu nay quan vẫn muốn dành mỹ nhân ấy cho vua, bây giờ sau vụ xem tướng, cái nhân duyên giữa vua và nàng kể như đã lỡ. Quan bèn chấp thuận cưới cô gái, vì quan cũng không muốn làm kế ba chân mãi, lòng trọng thế nào. Thế là đám cưới diễn ra giữa quan tể tướng và cô con gái nhà tỷ phú. Nhờ tục lệ che mặt, nhà vua tuy có dự đám cưới cũng không thấy mặt nàng nên không bị ngơ ngẩn mất hồn. Chỉ mình quan tể tướng sau khi cưới về mới ngơ ngẩn trước sắc đẹp siêu phàm của vợ. Quan tử đấy cẩn thận khóa cửa mỗi khi vào triều để cho bà vợ có sắc đẹp mê hồn khỏi bị ai thấy. Đúng hơn khỏi bị ai thấy mà phải bận loạn tinh thần. Tể tướng phu nhân vẫn ôm lòng thù hận nhà vua và muốn vua phải thấy mặt mình một phen, cho bị thất điên bắt đảo, cho bỏ ghét. Bà để tâm chờ cơ hội. Hôm ấy gặp ngày mừng quốc khánh, quan tể tướng vào triều sớm dặn nàng, hôm nay có xe loan của hoàng thượng đi ngang nhà mình để về cung sau khi xem duyệt binh. Và vào giờ xe đi ngang em hãy lánh mặt, kẻo vua nhìn thấy không hay cho ngài. Phu nhân giả bộ vâng lời, thưa lang quân vâng ạ. Nhưng trong lòng nàng mừng khấp khởi bởi vì được dịp báo thù. Đúng giờ xe vua đi ngang, nàng trang sức lộng lẫy ra đứng ở bao lơn, cầm sẵn một rổ hoa bốc từng nắm tung xuống xe của vua, đang chậm chậm diễn qua dưới đường. Trước tiếng tung hô vạn tuế của dân thường, những cánh hoa tươi ngọt ngào mưa xuống đẩy long bào của vua. Vua ngẩng lên thì trao ôi, ngài bùn rùn cả tay chân, tâm thần tán loạn không còn biết gì nữa. Đôi mắt mỹ nhân đắm đuối theo mãi nhà vua như một oan hồn. Trở về cung, vua leo lên long sàng nằm dài, không thiết gì ngủ nghỉ ăn uống. Hình ảnh mỹ nhân của tể tướng phu nhân như dán chặt trước mặt nhà vua. Đau khổ, vua thở dài thườn thượt. Quan tể tướng biết rõ sự tình bèn đi vào bên vua tâm sự, tâu bệ hạ, kẻ hạ thần xin nhường lại cô vợ cho bệ hạ, xin bệ hạ hãy hồi tỉnh để lo việc nước cho dân. Vua nói gần như khóc, khanh tốt bụng quá làm cho ta thấy hổ thẹn, không bao giờ ta lại nỡ cướp đi báu vật của khanh. Tâu bệ hạ, đối với kẻ hạ thần chỉ có hoàng thượng là kho báu của muôn dân, để bảo vệ mạng sống của ngài thì dù có mất mạng hạ thần cũng vui lòng, huống hồ chỉ là một người con gái. Nhà vua vẫn tư lự âu sầu, không thuận lời đề nghị hiến dâng ấy. Quan tể tướng bèn đánh một đòn mạnh hơn, thôi thì kẻ hạ thần sẽ viết tờ tử hôn cho nàng về lại cha mẹ, bệ hạ muốn thì tuyển nàng vào cung, mà không muốn thì thôi, kẻ hạ thần cũng nhất quyết ly dị. Nhà vua giật mình ngồi dậy, mở lớn mắt nhìn quan tể tướng, nàng có tội gì mà khanh nỡ dứt tình với nàng như vậy. Thấy vua đã trúng kế mình, quan tể tướng bồi thêm đòn chí tử, nàng có tội rất lớn, đã đem sắc đẹp mê hoặc nhà vua, làm cho vua cột trụ của muôn dân phải tiêu ma chí khí, thân bại danh liệt, tội ấy đáng chu di. Nghe mấy lời ấy, nhà vua như bị một gáo nước lạnh dội lên từ đầu xuống, làm cho ngài tỉnh hẳn khỏi ma lực của nữ sắc. Ngài cười xòa đứng dậy, tể tướng, thôi ta đã hiểu mọi sự chỉ vì ta mê muội lú lẫn trong chốc chát, chốc lát. Khanh sẽ thấy, cũng như đã thấy, là ta không phải hạng mê gái tới chết đâu. Khanh hãy yên tâm ra về, bùa lực của ngài, bùa lực của nàng đã tan biến nơi ta. Kể xong câu chuyện, Đức Thế Tôn cho biết, nhà vua là tiền thân của ngài, còn quan tể tướng chính là A Nan tôn giả ngày nay. Và Hải xin phép bổ sung thêm là câu chuyện này viết thiếu. Và cái người con gái mà có sắc đẹp khủng khiếp đó, kiếp này chính là nàng Liên Hoa Sặc. Cái kiếp mà cùng thời với Đức Phật Thích Ca chính là nàng Liên Hoa Sắc, và sau này ngài là vị thánh ni thần thông đệ nhất. Không phải nhầm. Đây chính là cái vị ngài là Ma Đăng Già, của Ma Đăng Già chứ không phải Liên Hoa Sắc, hải nhầm. Cái người con gái mà có sắc đẹp mê hồn này là nàng Ma Đăng Già. Đấy là lý do vì sao mà bởi vì giữa ngài A Nan với cô Ma Đăng Già đã có cái nhân duyên từ nhiều đời, cho nên là cô mới có thể dùng thần chú Ca Tỳ La Tiên Phạm Thiên để mê hoặc được ngài A Nan. Nó có cái nhân duyên như vậy. Và Hải xin phép dừng video ở đây. Hải xin chúc quý vị một ngày tốt lành. Cảm ơn quý vị đã xem video.
Hải rất vui bởi vì ngày nào Hải cũng đọc video và Hải cũng bổ sung cái kiến thức của mình, ôn lại những kiến thức nữa. Thì quyển sách này Hải đã đọc rồi. Gọi là ôn lại nhưng mà thực chất cũng gần như là đọc mới, bởi vì 16 năm rồi Hải không có đọc qua quyển sách này. Cho nên là đây là một cơ hội để Hải ôn lại, đọc lại những cái gì mà năm xưa Hải đã đọc. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị sống trong sự an lành, trong chính pháp của Đức Phật.